Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một video về top 10 những trang phục mà theo ý kiến của mình là đẹp nhất ở trong vòng quay mắn vàng. Ok, vòng quay mắn vàng là một cái điều gì đó mà nó khá quen thuộc với tất cả mọi người chơi Gaana Free Fire rồi. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái thứ duy nhất ở trong Gaana Free Fire mà đến thời điểm hiện tại nó vẫn hoàn toàn miễn phí. Chúng ta hoàn toàn cày vàng, sau đó sử dụng vàng để quay những cái bộ đồ trong vòng quay mắn vàng. Và ví dụ như cái bộ đồ mà tôi đang chiếu trên bản đồ trên màn hình cho anh em xem, đó chính là bộ đồ tay đua này, thì cũng là một bộ đồ trong vòng quay mắn vàng. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết rằng vòng quay mắn vàng ở thế giới cũng như vòng quay mắn vàng máy chủ Việt Nam đôi khi nó sẽ không có những cái đồ trùng nhau, bởi vì đơn giản có những đồ mà ở nước ngoài thấy là nó không đẹp và họ đưa trong vòng quay mắn vàng thì ở Việt Nam nó lại trở thành những cái đồ hiếm. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 những vòng quay mắn vàng mà theo mình đánh giá là đẹp nhất từ trước đến nay, tính cả server nước ngoài lẫn server Việt Nam, không phân biệt là máy chủ nào nha anh em. Ok, bộ đồ đầu tiên mình nói tới chính là bộ đồ mà anh em đã nhìn thấy từ đầu video clip đến giờ, đó chính là bộ đồ tay đua. Đây là một bộ đồ mà của đồng phục đua của một cái anh chàng ở trong cái đội đua Misha. Nếu các bạn nào biết ở trong cốt truyện Gaana Free Fire thì Misha sở hữu một đội đua và cô nàng cũng là nữ hoàng đường đua ở trong game. Và cái bộ đồ này cũng như cái bộ đồ có một bộ đồ khác của tay đua nữ cũng có chữ Misha, thì đây chính là đồng phục đua của cái đội Misha. Và đây là một bộ trang phục mà rất nhiều game thủ nước ngoài đánh giá là rất đẹp và họ rất thích sử dụng, đơn giản là vì trông nó rất gọn gàng, màu sắc đẹp đẽ. Cũng như ở bên nước ngoài thì cái việc mà xem những cái giải đường đua F1 hay là đường đua công thức 1 nó là chuyện rất hay xảy ra. Ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có khá nhiều bạn thích cái bộ đồ này tại vì nó cũng khá dễ là phối như với những cái đồ khác. Bên cạnh đó thì đây cũng là một bộ đồ mình đánh giá rất cao vì nó có liên quan chặt chẽ đến cốt truyện ở Gaana Free Fire. Và nếu như bạn nào có cái bộ đồ tay đua này thì các bạn có thể yên tâm rằng là mình đang sở hữu một trong bộ đồ rất hiếm ở trong Gaana Free Fire. Tại vì đến thời điểm hiện tại thì những cái bộ đồ vàng này cũng rất ít khi bán lại trong Gaana Free Fire, và khi bạn mặc những bộ đồ này thì thực sự nó là một cái đồ gì đó mà nó khá là độc đi. Và cái bộ đồ này thì không chỉ là nó có liên quan đến cốt truyện Gaana Free Fire mà nó còn ảnh hưởng đến một trong những cái chế độ chơi từ trước đến giờ, đó là chế độ chơi đường đua tử thần. Tuy nhiên thì cái chế độ chơi đó đã bị loại bỏ Gaana Free Fire rồi. Ok, bộ đồ thứ hai xuất hiện trong danh sách này sẽ là bộ đồ hầu gái, và nhiều bạn thì không nhớ cái bộ đồ này lắm, nhưng bộ đồ này ra vào trong một cái dịp gần Noel nếu mà tôi nhớ không nhầm. Và cái bộ đồ này thì nó có một cái màu sắc nó cực kỳ dễ chịu, và ở thời điểm đó khi mà nó ra mắt trong vòng quay mắn vàng, rất nhiều người đã muốn sở hữu. Bây giờ nhiều người muốn là bộ đồ này bán ngược trở lại trong Gaana Free Fire. Và với những anh em gọi là trong hội Weibo thì rất là thích những cái trang phục như thế này. Và những cái trang phục bầu gái này rất là đáng yêu, cũng như là những cái bạn nào mà yêu thích cái văn hóa Nhật, ví dụ văn hóa mà hay có những cái cô nàng hầu gái ở trong truyện tranh thì có lẽ cũng sẽ rất thích cái bộ đồ này. Và cái bộ đồ này thì lý do vì sao nó đẹp bởi vì nó là một trong bộ đồ mà trông nó cực kỳ quyến rũ. Anh em nào cãi tôi đi, anh em nào bảo bộ đồ này không quyến rũ đi, cho anh em nhìn lại và nhìn kỹ luôn. Và cái bộ đồ hầu gái này thì một thời rất ăn khách, và đến thời điểm hiện tại tôi thấy cũng có khá nhiều người thích sử dụng. Ở bên server nước ngoài thì họ rất hay sử dụng bộ hầu gái này để có thể phối hợp với một số những cái đồ khác ở trong Gaana Free Fire. Và cái bộ này thì nó mới chỉ quay lại trong một cái vòng quay mà đặc biệt ở bên server nước ngoài từ trước nay đúng một lần mà thôi, cũng chưa bao giờ thấy những cái bộ đồ trong vòng quay vàng này mà có nhiều người gọi là sở hữu được cả. Tại vì là cái vòng quay vàng ấy thì nó đi theo cái sự phát triển của game và rất ít khi nó được bán lại, gần như là tôi không bao giờ thấy những cái đồ trong vòng quay vàng được bán lại. Thì nó cũng là một cái đặc quyền cho những người đã dành thời gian ra để cày cuốc một lượng vàng lớn trong Gaana Free Fire, cũng như là có thể quy đổi ra những cái bộ đồ này. Thực tế thì thời kỳ đầu quay vòng quay mắn vàng nó không hề dễ dàng một chút nào khi mà nó không có những cái như là điểm lucky. Ok, đó là hai bộ đồ đầu tiên trong danh sách này. Bộ đồ thứ ba mà theo mình đánh giá cũng là một trong bộ đồ đẹp nhất trong vòng quay mắn vàng, đó là bộ đồ Mỹ Latin, một bộ đồ bên Gaana đã xây dựng khá cầu kỳ. Bộ đồ này thì có thể anh em ở Việt Nam cảm thấy hơi xa lạ, không thích cái bộ đồ này lắm. Tuy nhiên thì cái bộ đồ này ở bên server Trung Mỹ và server Mỹ Latin là một trong bộ đồ cực kỳ ăn khách. Cái bộ đồ Mỹ Latin này
nó phỏng theo một cái trang phục truyền thống của những cái người. Mà nếu các bạn hay xem những cái bộ phim Nam Mỹ hay xem bộ phim Mexico thì các bạn sẽ không lạ gì cả. Và thực sự thì đây là một trong bộ đồ Benana đầu tư rất nhiều, làm rất cầu kỳ. Nó có cả cái đeo lưng, cái đai đeo lưng màu đỏ. Và thực tế thì nhiều anh em đánh giá cao cả bộ này, cả bộ nam. Bộ nam thì nó nằm ở trong cái shop quy đổi, còn bộ nữ thì nó nằm trong vòng quay bán vàng. Và ở bên server Mỹ Latin, các server ở Nam Mỹ, Brazil hay là Mexico thì họ sử dụng bộ đồ này rất nhiều và họ rất thích cái bộ đồ này. Nó cũng giống như là một cái bộ đồ truyền thống của họ mà thôi. Thì ví dụ các bạn có cảm giác như chúng ta yêu thích cái dép nào, như là cái nón hay là bộ đồ áo dài như thế nào, thì ở bên server này họ cũng yêu thích cái bộ đồ Mỹ Latin cũng tương tự như vậy. Và thực sự đây là một trong bộ đồ mà mang lại một cái cảm hứng văn hóa rất là lớn dành cho những cái người chơi ở bên server châu Mỹ và góp phần giúp cho Free Fire trở thành quốc game của rất nhiều nước ở bên server Nam Mỹ. Ok, và đó là cái bộ đồ ở vị trí thứ 7. Chúng ta cùng nhau đến với bộ đồ tiếp theo, cũng liên quan đến Nam Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng bộ đồ này thì không phải chỉ có người châu Âu mà chỉ có người châu Mỹ mà cả người châu Âu, người châu Á chúng ta đều rất là thích bộ đồ này. Đây là bộ đồ nữ đấu vật. Và bộ đồ này ra, nó thậm chí khi mà nó mới ra tạo ra một cơn sốt, thì rất nhiều người thích mặc bộ đồ này. Lý do vì sao á, anh em nhìn như thế này mà anh em còn hỏi vì sao á? Và như cái bộ đồ này nó rất quyến rũ luôn. Và đây là bộ đồ dành cho những cái đấu sĩ Lucha, cũng ở bên Nam Mỹ, như là bên Mexico. Ngày xưa anh em nào mà hay xem những cái bộ phim như là Mucha Lucha thì sẽ biết ở bên đó có những cái cuộc thi đấu vật và những cái nam thanh nữ tú mà tham gia những cuộc thi đấu vật này thì họ có một cái body cực kỳ cơ bắp, cũng như là có một cái sức mạnh. Nhưng mà họ thường xuyên mặc những cái bộ đồ bó như thế này, và những cái bộ đồ bó này giúp họ có thể chiến đấu tốt hơn. Và thực sự đây là một trong bộ đồ mà rất hấp dẫn ở thời điểm đó, và rất nhiều người ở thời điểm đó đã dành rất nhiều vàng để có thể lấy được bộ đồ nữ đấu vật này. Ngày nay thì tôi không biết là nhiều người ở trong Anna Free Fire đến thời điểm hiện tại OB24 thì còn hay mặc cái bộ đồ này không, nhưng tôi nghĩ là ở trong cái thời kỳ mà cái bộ đồ ra mắt thì cũng rất nhiều anh em đã bỏ lượng vàng quý giá mình ra để sở hữu cái bộ đồ này, ngắm cho nó thích mắt. Và đây thực sự là một trong bộ đồ mà trông nó rất là hay ho luôn. Và nó hay ho ở chỗ nào thì có lẽ anh em xem mà anh em sử dụng bộ đồ này thì cũng đã biết nó hay ho ở chỗ nào rồi. Ok, và đó là một trong bộ đồ rất yêu thích. Nhưng sau đó thì còn có một thứ hay ho hơn. Ok, đây là con mèo. Và có nhiều bạn hỏi là thế đang video đang về trang phục này ông mày lú à? Vâng, ông làm video này lú à, lú lẫn à, mà tự nhiên lại cho con pet vào đây. Nhưng con trợ thủ mèo mèo cũng là một trong những sản phẩm ở vòng quay vàng ở phiên bản OB13. Nếu các bạn không nhớ thì ở thời điểm đó, khi mà con mèo mèo mới ra mắt thì nó đã trở thành một cơn sốt rất lớn, cho dù đây không có, nó không có bất kỳ một kỹ năng nào. Và cái sự ra đời của con pet mèo mèo này là một trong những con pet đầu tiên ở trong game Anna Free Fire. Nó giúp cho người chơi chúng ta đỡ cô đơn hơn, ví dụ như là nhảy nóc xưởng chẳng hạn. Và thì vẫn có một con pet để có thể làm bạn với các bạn ở trong cái khoảng thời gian mà các bạn chạy bo. Đây cũng là một trong những tính năng mà sau này rất nhiều những tựa game Battle Royale, những tựa game sinh tồn khác cũng đã vay mượn đến từ Anna Free Fire. Và Anna Free Fire cũng đã là một trong những game đầu tiên mà có những con pet mà nó có thêm cho mình những kỹ năng. Và con pet đầu tiên trong Anna Free Fire, con trợ thủ mèo mèo này, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu thông qua vòng quay mắn vàng. Và sau này thì bên Anna bổ sung thêm rất nhiều thứ như là hành động cho mèo và giúp cho chúng ta có những giây phút giải trí thư giãn hơn. Anna Free Fire không phải lúc nào cũng chỉ thiên về chiến đấu, không phải lúc nào bạn phải tìm đối phương để tìm hạ gục và giết, mà đôi khi chúng ta có thể dành thời gian đó có thể chill với con mèo này ở trên cái xưởng cơ khí chẳng hạn. Thì đây cũng là một trong vòng quay vàng mà theo mình đánh giá đẹp nhất từ trước đến nay, bởi vì đơn giản nó mang lại chúng ta một vật phẩm rất khác biệt, không chỉ đơn giản là quần áo. Tuy nhiên sau này thì bên Ghana không bao giờ đưa một tính năng khác vào trong vòng quay vàng nữa, mà họ lại chỉ đưa quần áo mà thôi. Có lẽ một con mèo mèo đã là quá đủ cho những gì mà bên Ghana tặng miễn phí cho chúng ta rồi. Ok, và đó là 5 cái vòng quay đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái vòng quay may mắn mà nó không có ở Việt Nam, đó là bộ Disco Man. Bộ Disco Man này nó vốn nằm ở trong vòng quay may mắn ở bên nước ngoài, nó rơi vào đâu đó vòng quay may mắn thứ 10. Tuy nhiên thì nó lại không được ra mắt server Việt Nam. Ở server Việt Nam đã thay thế bằng một cái bộ đồ quý bắt tên là bộ đặc nhiệm nữ. Lý do vì sao mà thay bộ đó thì tôi xin để dành lại cho bên Ghana. Tôi cũng không rõ lý do đó vì ở thời điểm đó tôi cũng đã nghỉ việc Ghana rồi. Và cái bộ đồ Disco Man
event này sau này được đưa vào trong cái chương trình dự đoán của đấu trường sinh tồn. Và để sở hữu được đến thời điểm hiện tại thì bộ này đã bán đi bán lại vài lần rồi. Nó ở bên server nước ngoài nó là một đồ cực kỳ hiếm, bởi vì nó chỉ có trong vòng quay mắn vàng thời điểm đấy mà thôi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ nó lại là một điều gì đó nó rất là đại trà. Và có lẽ là những game thủ ở những server nước ngoài trước đây họ tốn rất nhiều vàng để lấy bộ này thì họ sẽ không hài lòng một tí nào đối với cả một cái server Việt Nam mà chúng ta có thể mua bộ này một cách thoải con gà mái. Và tương tự như là cái bộ đồ Disco Man thì một bộ đồ khác xuất hiện ở Việt Nam nhưng lại không nằm trong vòng may mắn, đó là bộ mị. Bộ mị này thì nó vốn mang tên đó là bộ Ascension Phoenix, tức là bộ Phượng Hoàng Thăng Hoa, nhưng nó là nằm ở trong vòng quay mắn vàng các server khác. Nhưng ở server Việt Nam khi cái thời điểm của cái vòng quay này ra mắt thì nó cũng đã bị loại ra và thay bộ đồ khác cực kỳ cùi bắp mà tôi không muốn nêu ra ở đây. Và cái bộ đồ này nó được đưa vào trong cái sự kiện dỗ tổ của server Việt Nam mà được gọi tên là bộ đồ mị. Và sau đó thì bộ đồ này trong thời gian vừa rồi quay trở lại sự kiện đăng nhập. Về cơ bản đối với cả các em thủ nước ngoài thì đây là một cái bộ đồ trong vòng quay mắn vàng, nhưng với server Việt Nam thì nó là một bộ đồ sự kiện. Và để các bạn thấy rằng các máy chủ hoạt động rất khác nhau, và bộ đồ này là một bộ đồ tương đối đẹp. Ở server nước ngoài họ rất thích sử dụng bộ đồ này, chỉ có điều là họ sẽ gọi bộ đồ này là một bộ đồ khác. Nó chẳng liên quan gì đến cái câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy cả, hay là nó cũng không liên quan gì đến Mỹ Nương hay là mấy cái câu chuyện của Việt Nam cả. Đơn giản nó là một bộ đồ ở bên server nước ngoài, nó trong vòng quay vàng mà thôi. Nhưng khi mang về Việt Nam thì bên Nga nào xây dựng một câu chuyện xung quanh cái bộ đồ này thực sự là rất vui, rất hấp dẫn, và có thể thấy cái sự sáng tạo đến từ đội marketing của server Việt Nam. Tuy nhiên thì bộ đồ này nó vốn là một bộ đồ trong vòng quay vàng, và đó là lý do vì sao nó xứng đáng góp mặt ở trong top 10 này, vì thực sự đây là một bộ đồ rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đến với danh sách tiếp theo. Bộ đồ tiếp theo mà chúng ta xuất hiện đây sẽ là bộ đồ Quân Vương, một bộ đồ mà tất cả các server đều đánh giá là một trong những bộ đồ trong vòng quay mắn vàng đẹp nhất từ trước đến nay. Chúng ta có một bộ nữ tướng nữa trong cái bộ quy đổi, và thực sự đây là một bộ đồ trông rất ngầu. Chúng ta thường biết rằng game thủ rất thích cái phong cách đó là phong cách quân sự rồi phong cách quân nhân, thì đây là một bộ đồ mang lại chúng ta một phong cách quân nhân thực sự. Với bộ đồ này thì chúng ta có khả năng che ba lô luôn đến từ cái vạt áo ở đằng sau của nhân vật này. Và đây cũng là một trong bộ đồ mà rất được anh em yêu thích. Thời điểm đó thì rất nhiều người đã bỏ vàng ra để lấy cái bộ này. Đây là một bộ đồ mà xây dựng, bộ đồ này tên gốc của bên tiếng Anh của nó là bộ đồ thiếu tá, hoặc là bộ đồ thiếu tướng hay là trung úy hay cái gì đó, tôi không nhớ. Nó là một cấp bậc, nó là Lieutenant, nó là cấp bậc LC, nó là Colonel, Lieutenant Colonel ở trong tiếng Anh. Tôi không nhớ cái đó dịch ra là gì, nhưng nó là một cái cấp bậc về binh sĩ, một cấp bậc binh sĩ ở bên nước ngoài. Và đây thì nó thể hiện đây là một chiến binh, một chiến sĩ thi đấu, chiến đấu ở ngoài chiến trường. Và cái bộ này thì nhiều anh em rất thích bởi vì nó rất là dễ phối đồ, chưa kể là nó cũng có một cái màu sắc trông nó cũng khá trung tính và giúp cho người chơi chúng ta nó dễ dàng gọi là chơi game như là thưởng thức cái bộ đồ này hơn. Và thực sự thì bộ đồ này là một trong những thành công trong vòng quay mắn vàng ở thời điểm đó. Ok, quay ngược trở lại thời gian, chúng ta đến với vòng quay mắn vàng thứ 2 được ra mắt trong Ghana Free Fire. Thực tế đây không phải vòng quay mắn vàng đầu tiên, mà đây là vòng quay mắn thứ 2, và đây là bộ Breakdancer. Sau này thì bên Ghana Free Fire Việt Nam họ đưa trở lại trong một bộ đồ, trong một sự kiện mang tên đó là bộ đồ Thích Thì Chơi. Và bây giờ thì bộ đồ này đổi tên luôn thành bộ Thích Thì Chơi. Bộ đồ này đẹp ở chỗ nào? Đây là bộ đồ theo phong cách hip hop, và đây là bộ đồ mà đây là một cái bundle đầu tiên, một cái bộ mà có đầy đủ từ mũ, áo, quần cho đến giày ở trong Ghana Free Fire. Nếu bạn nào biết thì thời đầu thì bên Ghana Free Fire không bán đồ theo bộ, mà họ bán đồ theo các cái mảnh, và họ bán đồ kiểu lung tung ấy, kiểu như chúng ta tự phối đồ. Tuy nhiên thì về sau bắt đầu từ cái bộ vòng quay mắn vàng này là một trong những bộ đầu tiên, và bên Ghana họ giúp cho chúng ta có một cái style định hình chung, tức là chúng ta là một người mặc đồ từ đầu đến chân. Tôi không phải là một fan của chuyện phối đồ, không phải kiểu thích trộn những đồ này đồ kia mặc với nhau, mà tôi thích là bộ nào mặc ra bộ đấy thì thể hiện đúng cái tinh thần mà game mang đến. Và đó lý do vì sao mà đây là trong bộ mà tôi rất thích. Cái bộ đồ này thì sau này ra mắt ở trong lại trong một cái sự kiện, đó là cái sự kiện mời bạn chơi quay trở lại game. Và cái điều đó thì khiến cho rất nhiều người cảm thấy không hài lòng, bởi vì trước đây để mà sở hữu được bộ Thích Thì Chơi này có những người tốn tới 500-600 ngàn vàng. Thời điểm mà cái bộ này được quay trong vòng quay mắn vàng thì còn chưa có hệ thống điểm lucky, và chúng ta không biết chính xác bao giờ thì có thể quay ra cái bộ này, đơn giản chỉ là hên xui mà thôi. Thời đó tôi đã đốt được cả 100 ngàn vàng để có thể lấy được bộ Thích Thì Chơi này, và Thích Thì Chơi mà không chơi thì thôi. Và đấy là tinh thần của bộ này. Và đây
chúng ta cùng nhau đến với bộ đồ được coi là đẹp nhất và cái này được đánh giá trên tất cả server nhá. Và cái bộ đồ này thì chỉ Việt Nam là một trong số ít những người server đưa bộ đồ này vào trong cái vòng quay màn vàng. Đấy, nếu như bộ Mị hay bộ Disco Man là những cái bộ đồ mà ở Việt Nam chúng ta không có trong quay màn vàng thì cái bộ đồ nữ thủy thủ này lại là một trong bộ đồ hiếm hoi mà Việt Nam lại chơi trội hơn so với thế giới. Rất nhiều server lấy bộ đồ nữ thủy thủ này đem ra bán. Tuy nhiên thì ở server Việt Nam chúng ta lại có thể lấy bộ đồ này một cách miễn phí. Bộ đồ này rất đẹp. Thực sự là với những cái anh chàng ở Weibo thì rất là thích cái bộ đồ này và tôi cũng thích mà. Và bộ đồ này nó đẹp và nó giống như là trong một số những câu chuyện manga, trong những cái bộ phim anime của Nhật. Và thực sự thì tôi rất thích cái bộ này tại vì trông nó cũng rất là nhã nhặn cũng như là nó có cái sự quyến rũ riêng của nó. Tuy nhiên thì ở các server nước ngoài, ví dụ server Đài Loan lôi bộ này ra bán với giá rất đắt, nhưng riêng ở một server nào đấy mà chúng ta thường hay cá khịa thì cái bộ đồ này lại nằm trong vòng quay màn vàng, tuyệt vời không anh em. Và đây là một trong thứ hiếm hoi mà khiến cho các máy chủ khác họ cực kỳ ghen tị server Việt Nam. Ở thời điểm đó thì cái vòng quay màn vàng của họ là những cái bộ đồ khác và tôi không nhớ chính xác họ là bộ đồ gì, nhưng xấu hơn bộ đồ này rất nhiều. Và nhiều server, ví dụ như server Brazil, server Mỹ Latin hay server Đài Loan, server châu Âu lôi bộ này ra bán với cái giá phải gọi là cắt cổ. Riêng ở server Việt Nam, anh em có thể chơi bộ này free 100%. Và điều này khiến cho nhiều game thủ nước ngoài cảm thấy phẫn nộ. Và các game thủ nước ngoài họ thường rất hay soi các server khác, trong khi thì chúng ta thường chỉ biết đến cái server Việt Nam của chúng ta mà thôi. Và cái bộ đồ này thì nó đã giúp cho Việt Nam trở thành một trong server rất đáng chơi vào thời điểm đấy. Nhiều game thủ thậm chí họ đã sang server Việt Nam cầy vàng để có thể lấy được bộ đồ nữ thủy thủ này. Mình không biết là các bạn có sở hữu nhiều bộ đồ nữ thủy thủ này hay không, nhưng các bạn đang sở hữu, nếu các bạn có nó thì các bạn đang sở hữu một trong những sự mà khiến cho game thủ nước ngoài ganh tị với máy chủ Việt Nam. Ok, và đó là top 10 những vòng quay màn vàng đẹp nhất từ trước đến nay theo quan điểm của Ria Gaming. Theo bạn thì còn bộ đồ nào xứng đáng ở trong top 10 không? Đừng quên comment ở phía dưới video này để mình được biết nhá. Và có thể mình sẽ làm một phần tiếp theo của cái series này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, thấy những video của mình có ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.